Xin chào mọi người nhé. Hôm nay lại review lại một cái condo thẳng. Em vừa giáp cho một số khách, khách mới đặt. Thì là em thật sự là em lười làm video quá. Nhưng mà khách yêu cầu là làm video để trả củi cho khách thì thôi em đành làm để trả đây. Cái cây này là về cho người anh em ở Phú Thọ. Anh em yêu cầu một cây. Nói chung là tiền như nào thì anh em cứ liên hệ với mình sẽ biết. Còn cây này của anh em, người anh em này là sẽ đầy đủ phụ kiện hết nhé. Đấy. Đấy, báo cho anh em một số phụ kiện là đầy đủ là để khi mình nhận hàng ấy, mình kiểm tra. Đấy, kiểm tra qua đấy, xong rồi là thanh toán cho nhân viên người ta giao hàng. Chưa? Đọc qua này, đầu tiên này. Van này, kính này, bình này, bơm này, đấy, giảm thanh này, laser này, ốp bình này, chân trống này, túi sách này, kẹo này, bộ khung cò ruột thì đã hỗ trợ giáp sẵn này, khung cò ruột, nòng tay cầm, giảm thanh ba khúc sau vách, nắp một vách vào đây rồi, chưa? Đấy. Về thử cái lên này, nên phát ăn luôn nhé. Đấy. Nói chung là một bộ này, cái này tầm tiền nó cũng không phải là rẻ đâu. Anh em nào mà cứ liên hệ bảo là tầm mấy triệu mà dùng condo thì em không hỗ trợ được đâu anh em nhé. Còn anh em nào có nhu cầu hay đam mê thì số điện thoại của em kia 0963 79736. Cách thức giao hàng bên em ấy thì là cứ liên hệ với em thì em sẽ báo được cách thức giao hàng. Em còn biết địa điểm các bác ở như đâu, xa quá thì em không gửi được. Đấy, giờ dịp gần Tết rồi, một số địa điểm em không gửi được đâu nhé. Còn đây thì các bác có thể nhìn qua đồ thì là có thể biết ngay là cái đồ là như thế nào. Đấy. Đấy, kính Discovery VTZ, van hộp rút bình carbon, khung cò ruột nhập này, cành Lotus Water 635, laser đỏ, chân chống ngán, hộp bình cao su, bơm đồng hồ to, túi sách, tặng một cân kẹo, đầy đủ đồ phun phụ kiện cho anh em dùng chơi thoải mái luôn. Thì em không tiện là nói tên với cái địa chỉ cụ thể đâu, em chỉ nói qua như thế thôi. Đấy, anh em sẽ xem thấy chắc là đăng ký kênh rồi thì thấy đăng video lên thì sẽ biết. Thì là mình về mình kiểm tra đồ đấy thôi, kiểm tra đồ để mình nhận thôi. Còn cách thức gửi hàng thế nào thì là việc của em. Các bác nào muốn mua hàng thì các bác liên hệ cho em. Còn bình luận đừng bảo là em báo giá ở trên đấy, nó không báo giá được đâu các bác nhé. Các bác có gì thì lớn cả chơi này toàn người lớn rồi, đừng có trẻ trâu vào để bình luận, không muốn cãi nhau trên đấy đâu, mệt lắm. Số điện thoại của em đấy 0963 79736. Còn ngoài ra thì bên em cung cấp thì đầy đủ nhiều thứ lắm, khung ô cũng vứt kìa, đang chuẩn bị giao cho khách, đầy đủ hết tất cả đồ cho anh em mình chơi. FX cũng lắp nha, đây là đặc biệt này, khuôn đủ kẹo này, mới về một lô này rất đẹp, em chưa kịp làm video đăng lên cho anh em thôi. Đồ gì cũng có, cung cấp đầy đủ về PCP cho anh em mình chơi, anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại kìa, sẽ có được tư vấn đầy đủ đồ để cho anh em mình chơi, liên hệ để đặt hàng đi. Mà một số anh em ở xa quá thì em xin phép là từ gần Tết có thể em sẽ không phục vụ được, nhưng mà nếu mà có thể thì qua Tết em sẽ cố gắng để phục vụ cho các bác. Còn kẹo bên em thì không phải nghĩ gì rồi, kẹo rất chuẩn luôn. Rất đẹp. Anh em cứ liên hệ số điện thoại kia để đặt cái gì, chơi cái gì, muốn chơi cái gì thì cứ liên hệ số điện thoại, em sẽ cung cấp cho anh em. Rồi, chào tất cả anh em nhé.